Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một hợp âm rất là lạ và rất là bay bổng, với cái tên cũng rất là phức tạp so với các bạn bình thường. Các bạn sẽ ít thấy cái tên nó cái kiểu như vậy. Đó là hợp âm Re Ad Nai Ad 11, tức là hợp âm Re trưởng, tức thêm bậc 9, thêm bậc 11. Wow, nghe phức tạp quá phải không? Cách bấm nó thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ phân tích để các bạn hiểu về cái hợp âm này. Nó nghe nó cũng rất là hay. Và các bạn thử rằng là một số bài hát các bạn thế bằng hợp âm Re trưởng bằng cái hợp âm Re Ad Nai Ad 11, tức là Di Ad Nai Ad 11 ha. Nghe nó cũng rất là đã. Vậy chúng ta sẽ đầu tiên học cách bấm, sau đó học phân tích để tại sao nó gọi như vậy nha các bạn. Đầu tiên chúng ta bấm hợp âm đô trưởng cơ bản. Ở đây có ai không biết hợp âm đô trưởng không nhỉ? Nếu bạn chưa biết gì hợp âm đô trưởng thì bài học này không thuộc về bạn nha. Chúng ta có đô trưởng. Và để bấm hợp âm Di Ad Nai Ad 11, các bạn chỉ cần kéo nguyên cái thế tay này lên tay ngăn 3 lên ngăn 5 y chang luôn. Và chúng ta cũng rải từ dây 5 xuống dây 1. Hợp âm đó các bạn. Và tại sao nó gọi như vậy? Các bạn biết là hợp cái chữ add, tức là cộng vào, thêm vào. Thì hợp âm Re chúng ta có thêm cái bậc 9 và bậc 11. Vậy chúng ta thử bậc 9 của nó là gì nha. Re Mi Fa Son La Si Do Re Mi. Vậy là bậc 9 đó là nốt Mi. Vậy 11 là gì? 10 là Fa, 11 là Son. Vậy thì chúng ta học âm Re trưởng, nhưng chúng ta có thêm nốt Mi và nốt Son. Vậy thì chúng ta dựa trên cái phân tích này thì các bạn thấy rằng là chúng ta có Re nè. Tại vì học âm Re là bắt buộc phải có nốt Re, là nốt gốc Re. Fa thăng. Sau đó Son, Re, Mi. Thì các bạn thấy là Re là nốt gốc bậc 1, Mi giờ tới Fa thăng. Fa thăng là bậc 3. Vậy là cái tính chất của cái hợp âm này là trưởng rồi. Từ Re qua Mi là một cung, từ Mi qua Fa thăng là một cung. Vậy tổng cộng là từ bậc 1 đến bậc 3 mà là hai cung, thì nó là tính chất nó là trưởng. Vậy thì chúng ta có ngăn 5 này là Re, ngăn 4 này là Fa thăng. Vậy là trưởng rồi, đúng không? Còn ngay cái ngăn 3 ở đây cũng là nó Re lặp lại ở cái ốc tai cao hơn thôi. Chúng ta ở đây có cái dây buông là dây Son. Dây Son. Thì hồi nãy các bạn thấy là có Son đúng không? Và dây buông, dây số 1 là Mi. Do đó nó gọi cái hợp âm này là Re Ad 9 Ad 11. Nhiều bạn nói rằng tại sao nó không có La? Bởi vì trong cái Re trưởng, các bạn thấy Re Fa thăng La. Nhưng mà ngay cái chỗ này khi mà các bạn Ad Nai rồi thì cái nốt Son nó thay cái tính chất của cái nốt La để nghe cái màu sắc nó khác. Lý do nữa là để nghe cái trưởng và thứ nó quyết định ở cái bậc 3 chứ không phải cái bậc 5. Bởi vì La là bậc 5, các bạn thấy là Re Mi Fa Son La. La là cái bậc 5, nó không quyết định tính chất của cái hợp âm là trưởng thứ đâu. Nó quyết định ngay cái nốt bậc 3. Vậy các bạn thử nó trưởng thứ các bạn biết liền. Bây giờ Re trưởng các bạn thấy là chúng ta bấm cái nốt bậc 3 là Fa thăng. Re thứ thì sao các bạn? Các bạn bấm nốt bậc 3 đó là nốt Fa.
Các bạn thấy chưa? Thì ngay cái nốt la ngay chỗ này các bạn vẫn đánh trưởng thứ gì vẫn đánh nốt la. Nó không thay đổi tính chất, nó thay đổi tính chất của các bạn ngay cái bậc bạc. Sáng lên đúng không? Là pha thăng nè, bây giờ tới là pha bình thường nè. Đó, thấy chưa? Do đó ngay chỗ này chúng ta nghe cũng rất là đã đúng không bạn? Do đó các bạn thấy mà mình hay đánh cái demo kiểu như thế. Nghe từ đô trưởng qua cái đô mà A9, A11 nghe rất là đã. À, thì các bạn thử một số bài hát, các bạn có thể ví dụ đơn giản như vậy thì các bạn thế cái hợp âm rê trưởng này bằng cái hợp âm rê anh này anh 11 nghe nó rất là lạ ha. Rồi hy vọng bài học này sẽ giúp các bạn có thêm một cái kiến thức về một cái hợp âm cũng rất là hay, cái tên ít người biết. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Guitar for Freedom. Và nếu các bạn thấy rằng là mình học cũng loanh quanh và chưa có đủ kiến thức để phát triển kỹ năng guitar thì hãy tham gia khóa học của Đăng Khoa cơ bản cho người chưa biết gì về guitar, từ con số 0 cho đến các bạn có thể biết được hợp âm, điểm hát, chạy ngón trên khắp tận đàn, biết được các nốt nhạc với chi phí rất là rẻ. Đăng ký một lần, đóng tiền một lần, học trọn đời, học đến khi nào chán thôi nghe các bạn, chỉ có vài trăm ngàn mà thôi. Hãy bấm chi tiết vào cái link trong cái phần mô tả video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.